Máy hút bụi gia đình nhỏ gọn đấy, nhưng mà hút bụi ở những không gian lớn lớn một xíu là quá tải ngay. Còn quét bằng chổi như thế thì lại quá vất vả, đã thấy hiệu quả làm việc cũng không cao. Vậy thì đâu sẽ là giải pháp đáp ứng được yêu cầu dọn vệ sinh liên tục, tiện lợi và nhanh chóng? Đây chính là nó, chiếc máy hút bụi công nghiệp loại nhỏ Camry BF570 ngay bên cạnh em đây. Và anh chị hãy cùng điện máy Đặng ra tìm hiểu chi tiết hơn về chiếc máy này nhé. Chiếc máy hút bụi Camry BF570 được trang bị một motor hút bụi Amitec của Mỹ, cuốn 100% bằng dây đồng cực kỳ chất lượng, giúp chiếc máy có khả năng hút bụi cực khỏe, phù hợp để sử dụng trong các không gian lớn như nhà hàng, quán cà phê, khách sạn nhỏ, làm việc liên tục trong thời gian dài mà không lo máy bị quá tải. Để có thể đảm bảo đạt hiệu quả cao trong công việc như thế, thì chiếc máy này sở hữu bộ động cơ hoạt động với công suất 1.500W, lưu lượng khí 48 lít trên giây, với lực hút đạt 210 M3. Hút sạch và nhanh mọi loại rác có kích thước lớn nhỏ khác nhau, hút bụi mịn và hút được cả chất lỏng bị đổ trên sàn nhà. Một ưu điểm khác chứng tỏ chiếc máy này phù hợp với nhu cầu công việc của anh chị là máy được thiết kế với phần thùng chứa khá lớn, dung tích lên đến 15 lít, hỗ trợ anh chị thực hiện công việc vệ sinh liên tục mà không phải dừng lại để đổ bụi nhiều lần. Máy hút bụi Camry BF570 thuộc dòng máy công nghiệp loại nhỏ nên sẽ có kích thước lớn hơn các dòng máy hút bụi gia đình mà anh chị thường thấy. Tuy nhiên, thiết kế của chiếc máy này vẫn đảm bảo sự gọn gàng với chiều cao của máy chỉ 55cm và trọng lượng là khoảng 8kg. Tiện lợi trong việc di chuyển nhờ được trang bị hệ thống tay xách chắc chắn trên đầu máy và bánh xe linh động. Đi kèm với máy, chúng ta sẽ có thêm một bộ phụ kiện 4 đầu hút đa dạng bao gồm một bàn hút bụi, một bàn hút nước, một đầu hút khe và một đầu trở tròn. Như vậy, với bộ đầu hút như thế này thì ngoài để vệ sinh mặt sàn đơn thuần, mình cũng có thể thay đổi các đầu hút để vệ sinh thảm, sofa, khe kẽ khó làm sạch. Dân văn phòng thì cũng có thể sử dụng máy để vệ sinh bàn phím máy tính luôn cũng được. Với những tính năng mà em vừa kể ở trên thì liệu chiếc máy này có phải là một sự lựa chọn mà anh chị đang tìm kiếm? Hãy bình luận cho em biết nha! Và nếu như anh chị có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy truy cập vào đường link ở bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp tới số hotline của Điện Máy Đặng Gia để được hỗ trợ. Và hãy nhớ ủng hộ kênh YouTube của Điện Máy Đặng Gia bằng cách để lại một like và một subscribe nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!